Phí mổ hết. Hỏi ngây thơ. Cô không phân biệt được con ngan với con gì đó. Nếu mà chị vừa qua thì như hết rồi. Vợ thả luôn cho bơi ạ. Giờ 80.000 cân chị ơi. Cân xe 75.000 không có cân gì à. Cô cho ăn vừa được đâu. Nhà nào mà gần ruộng anh nhỉ? Nhưng mà con ngan to này thì mua về nuôi được.